Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4 tháng 6, có 7 em nhỏ gồm 4 em trai và 3 em gái ra tắm tại sông Sài Gòn, tại bến đò Bù Cạp, phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Do các em bơi ra xa bờ, nước sông chảy xiết nên 3 em gái bị nước cuốn mất tích, 4 em trai còn lại may mắn bơi được vào bờ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Người dân địa phương cho biết các bé gái đang trọ ở phường An Tây và thường xuyên đến khu vực bến đò Bù Cạp để tắm sông. Cơ quan chức năng cho biết cả 3 em gái mất tích đều 14 tuổi, trong đó có 2 em ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 em ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.